những vị anh hùng tướng lĩnh vì đất nước mà tổn tiếc thì có chịu quả báo thống khổ hay không? Sau khi chia sẻ video tự kết liễu có nghiệp quả gì, Bửu Liên đã nhận được câu hỏi rất hay từ một vị khách hàng. Đó là có những trường hợp như những vị anh hùng tướng lĩnh vì đất nước sẵn sàng tổn tiếc để giữ chữ trung, hay các cô gái sẵn sàng tự sát để giữ gìn chữ trinh, các thánh tử vì đạo thì có chịu quả báo thống khổ hay không? Sau khi tham vấn lời dạy từ quý thầy, Bửu Liên xin có đôi lời bộc bạch với quý bạn như sau. Trong lịch sử, không thiếu các tướng sĩ tuẫn tiết để giữ chữ trung. Trung quân ái quốc là một phẩm chất cao quý của tướng sĩ cũng như mọi người dân trong một đất nước. Phật giáo tán thán phẩm chất trung quân ái quốc của con người nói chung, nhưng vẫn luôn đề cao trí tuệ nên không chấp nhận ngu trung. Thân mạng rất quý giá nên nếu chết vì ngu trung thì thật oan uổng. Nho giáo luận về sự tuẫn tiết là sinh vi tướng, tử vi thần, nghĩa là lúc sống làm tướng, vì trung nghĩa mà chết sẽ làm thần. Phật giáo luận về tái sinh của những vị này vi tế hơn, tùy thuộc vào nhiều nhân duyên khác nữa. Tự trung nghiêng về các cảnh giới Atula, thiện và quỷ thần, thường là trung thượng đẳng thần. Riêng về vấn đề các cô gái chịu chết để giữ chữ trinh, đây là quan niệm của Nho gia. Chữ trinh đáng giá ngàn vàng. Phật giáo có quy định về giữ gìn tiết hạnh, chung thủy với người bạn đời, nhưng không cực đoan về chữ trinh như Nho gia. Do đó tự sát để giữ chữ trinh, xét về nhiều phương diện liên quan đến các tập tục, truyền thống văn hóa, văn minh trên toàn thế giới, vẫn là cái chết thiếu trí tuệ. Sau khi chết thường đọa vào đường ác. Các bậc thánh tử đạo thì hoàn toàn khác. Những bậc này đã quán thông vô thường và vô ngã, không còn chấp trụ thân này, phát tâm nguyện đại hùng, đại lực, đại từ bi mà xả bỏ thân mạng vì lợi ích chúng sinh, nên cảnh giới của chư vị là không thể nghĩ bàn. Một lần nữa, Bửu Liên xin nhấn mạnh, mạng sống con người là vô cùng quý giá. Thế nên đã là con người thì ai cũng có thể trải qua những giây phút buồn vui. Và một chân lý hiển nhiên ai cũng biết, đời người cuối cùng rồi cũng phải kết thúc. Nhưng nếu được kết thúc theo quy luật tự nhiên, hoặc trong tình thế vì mục đích lợi tha hướng thượng, sẽ mang ý nghĩa cao đẹp vô cùng. Được làm cười đã khó, làm bị thương hay hủy diệt thân ấy là một sai lầm lớn. Tự kết liễu đó là việc đáng trách và tội lỗi vô cùng. Bửu Liên, di sản không gian Phật giáo.